Và buổi tối mà chúng tôi mong chờ đã đến rồi. Bán và Sen bằng da bằng thịt ngồi kế tôi luôn nha. Trên du thuyền tại bến Bạch Đằng. Trước tiên làm tấm hình selfie cái đã. Ăn vài món sang chảnh trên du thuyền. Thôi mình tua nhanh nha. Ăn xong thì chúng tôi lên bon tàu ngắm Sài Gòn về đêm cùng DK Red và Green nha. Cảnh trên này chill lắm, không biết diễn tả như thế nào. Thôi mọi người cùng đi xem một vòng quanh chiếc tàu này với tôi nha. Cái gì đây? Tòa nhà cao nhất Việt Nam. Đồng hành hôm nay có tổng cộng là 8 bạn. Và trên xe đang là một người em rất thân. Dù ở xa nhưng luôn tham dự các sự kiện đầy đủ cùng tôi nha. Tôi sẽ bật mí có nhiều bí mật được Ban và Sen chia sẻ trong buổi ăn tối. Đó là Ban thì hát rất hay, nhưng anh ấy chỉ hát cho vợ anh ấy nghe mà thôi. Còn Sen thì động tác trồng chuối là signature của anh. Nhưng mà trước khi quay anh phải tập luyện rất là nhiều ngày để có một cái cơ tay nó chắc. Vì vậy thì kỹ năng nào dù khó hay dễ cũng nên tập luyện nhiều lần nha. Tàu hôm chúng tôi đi chính là tàu Bến Thành. Trên bon tàu cũng có một khu nhà hàng riêng và luôn trong tình trạng kín bàn nha. Còn phòng của chúng tôi bên dưới thì riêng tư hơn, nhưng view sẽ không rộng và đẹp như ở trên đây nha. Các cặp tình nhân ơi, thấy cái cầu này có quen không? Đây chính là cây cầu trên công viên nắp hầm Thủ Thiêm nha. Tàu Elisa này cũng là một nhà hàng trên sông, nhưng mà hình như nó đậu có một chỗ thì phải. Xa xa có cái thủy đài ở quận 4 nữa kìa. Và tiếp theo là một con tàu đầu cá há mồm mà tôi quên tên rồi nha. Anh em nào biết thì comment cái tên của chiếc tàu này cho tôi biết nha. Và cuộc vui nào thì cũng tàn, nhưng động lại cho tôi rất là nhiều cảm xúc khi lần đầu tiên được gặp, trò chuyện và ngồi ăn rất gần cùng thần tượng của tuổi thơ chúng ta nha. Siêu nhân cảnh sát vũ trụ Deca Ranger.